Triệu Lệ Dĩnh ly hôn là do mẹ chồng bắt sinh ba con, Phùng Thiệu Phong không dám cãi lời. Người hâm mộ rất tiếc nuối khi cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nổi tiếng là con ông chăm chỉ trong làng giải trí hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh đã chấp nhận tạm rời xa màn ảnh để lập gia đình và sinh con. Điều này cho thấy cô...